Em Hoàng Nhung xin kính chào quý cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui vì được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì em Hoàng Nhung xin gửi tới quý cô, chú, anh, chị và các bạn một chiếc xe mang thương hiệu Scott, một thương hiệu cũng rất chi là nổi tiếng, một chiếc Scott MTB khung carbon. Xe thì có size của hãng là size S và chất xe thì cũng còn tương đối là mới. Và chiếc xe này thì được hàng nhập trực tiếp bên thị trường Nhật về. Thì hôm nay em cũng xin phép được review chi tiết mẫu xe này và báo khoảng giá để cho các bác cùng tham khảo. Bác nào ở gần thì em xin mời các bác qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm. Cửa hàng có địa chỉ tại Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương. Bác nào ở xa không đến được cửa hàng thì có thể thông qua video, thông qua số điện thoại 0989668195. Cửa hàng em thì có ship code toàn quốc. Tất cả các đơn hàng em đều bao ship cho các bác và các bác được bóc hàng ra kiểm tra trước khi thanh toán ạ. Một chiếc Scott MTB, màu sơn thì cũng rất là đẹp, chất xe thì tương đối là mới. Xe về như nào là em trả các bác như vậy. Có bị lỗi hay bị chảy xước gì, em cũng sẽ báo ngay ở trong video để cho các bác được rõ ạ. Xe thì có size của hãng là size S và xe thì được trang bị bộ group Deore XT. Khung sườn là carbon các bác nhé. Màu sơn thì cũng rất là đẹp. Deore XT. Và chiếc xe này thì có giá là 38 triệu. Cửa hàng em thì có bao ship và ship code toàn quốc cho các bác nhé. Bác nào ở gần thì em cũng xin mời các bác qua trực tiếp cửa hàng để xem xe. Bác nào ở xa thì có thể thông qua video. Cửa hàng em thì nói không với hàng fake, đảm bảo cho các bác là hàng chuẩn, hàng xịn và hàng chính hãng. Đảm bảo cho các bác là mãi mãi về sau này là hàng chuẩn xách tay từ Nhật về các bác nhé. Một chiếc MTB với group Deore XT. Xe thì có size của hãng là size S. Chất xe thì cũng còn tương đối là mới. Phanh sau Deore XT, tất cả đều đồng bộ vào nguyên bản theo xe các bác nhé. Chỗ này em có thấy chảy một chút phần da giấy ở ngoài này các bác này. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đâu các bác nhé. Xe đã qua sử dụng, đã dùng rồi thì cũng không thể tránh được những cái vết chảy xước các bác ạ. Lốp láp thì cũng còn tương đối là mới. Lốp là lốp Victoria. Yên cũng nguyên bản theo xe luôn các bác nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng và chia sẻ bạn bè giúp em. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Tay phanh Shimano Deore, tất cả đều đồng bộ vào nguyên bản theo xe. Shimano Deore XT. Rảm sóc trước là fork các bác nhé. Phanh trước Deore XT. Lốp là lốp Victoria. Vành là vành 27,5 các bác nhé. Độ mới thì cũng còn tương đối là cao. Một chiếc Scott MTB khung carbon. Xe thì size S, chất thì tương đối là mới. Xe thì có giá là 38 triệu. Bác nào mà phù hợp với size số của mình, phù hợp với tài chính của mình thì cứ nhấc máy lên và alo ngay cho cửa hàng theo số điện thoại 0989668195. Cửa hàng sẽ tư vấn thêm cho các bác nhé.
phanh trước M8100 Japan. Lốp là lốp made in Thái Lan các bác nhé. Đùi đĩa Shimano Deore. Một chiếc Scott MTB. Màu sơn thì cũng rất là đẹp. Phanh sau M8100 Japan. Delip Deore XT. Tất cả đều đồng bộ vào nguyên bản theo xe. Vâng, vừa rồi em đã quay rất là chi tiết và tổng thể một chiếc Scott MTB khung carbon. Xe thì có size của hãng là size S. Chất xe thì cũng còn tương đối là mới. Và chiếc xe này thì được nhập trực tiếp bên thị trường Nhật về. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Các bác nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng và chia sẻ bạn bè giúp em. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Và em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau ạ. Em xin chào các bác.